Vâng, xin chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Mộc Phong NT, kênh giới thiệu các sản phẩm đồ thờ, các sản phẩm nội thất, là kênh Đông Triều Vlog. Xin chào mừng các bạn. Hôm nay rất là vui bởi vì lắp cho một em trai tại cầu thôn Mai, Xuân Sơn, Đông Triều, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm bàn thờ chân 10 gỗ hương đỏ Lam Phi, dài 1m75, rộng 87cm, cao 1m17, chất liệu là bằng gỗ hương đỏ, mẫu triện như ý, triện rơi. Đây, cửa hàng mình đang sửa, vẫn chưa làm xong. Đất đá là nước là vẫn còn ngổn ngang. Hôm nay hoàn thiện cho một em, vợ chồng của một em rất là trẻ, tại cầu thôn Mai, thành phố Đông Triều. Cái bàn thờ rất là đẹp nhá. Đây, hôm nay mình trong vòng 2 hôm mình bắt buộc phải hoàn thiện cả 3 chiếc bàn thờ này, 2 chiếc bàn thờ mít và một chiếc bàn thờ gỗ hương đỏ này. Chân 10. Cái mẫu này hiện đang rất hot và đây là trên đường đi. Đây là khu vực phường Mạo Khê. Đấy, còn đây là Long Hải này, đây là siêu thị, đây là gốm này, khu vực trưng bày gốm của xứ Anh Hồng trên Long Hải đây. Đấy. Nói chung là con đường đi là tầm khoảng độ 8 cây, 8 km. Đây là khu đô thị Kim Sơn. Chúng ta đang đi đến khu đô thị Kim Sơn, Đông Triều. Đây là đường Tâm Linh này. Đường Tâm Linh đang làm này. Quảng trường Đông Triều, quảng trường thành phố Đông Triều. Và bắt đầu chúng ta đến cầu thôn Mai. Sẽ phải. Đấy. Trong làng này là người ta gọi là làng Cầm, Xuân Sơn, Đông Triều. Đấy, trong làng này rất nhiều những cái tòa lâu đài rất là đẹp, biệt thự rất là đẹp luôn. Và như vậy là chúng ta đã đến nhà của em trai tại làng Cầm và đã lắp đặt thành công chiếc bàn thờ như ý chân 10 gỗ hương đỏ Lam Phi, dài 1m75, rộng 87, cao 1m17. Em nhà mới nên là rất là đẹp. Đấy, em có một cái không gian thờ phải nói là rất là tuyệt vời đấy. Mình cũng đi lắp nhiều rồi nhưng cái không gian thờ như thế này phải nói rất hợp lý. Đây là phòng khách. Phòng khách và bên cạnh là không gian thờ cúng rất là hợp lý. Khuôn viên của nhà em rất là rộng. Vợ chồng em rất là trẻ nhá. Vợ chồng em mới có hai ba tuổi đầu thôi, nhưng mà xây một ngôi nhà rất là to. Xin chúc mừng vợ chồng em và cảm ơn vợ chồng em đã ủng hộ xưởng. Xin cảm ơn khách hàng.